Xin chào cả nhà, hiện tại là phiên buổi tối ngày 30 tháng 11 năm 2019, cũng là ngày cuối tuần. Thì xin chúc các bác có một buổi tối thật là vui vẻ và hạnh phúc. Và hai số điện thoại mà các bác vẫn thường liên hệ đặt hàng của cơ sở nhà em là 0393 99 88 95. Và số điện thoại thứ hai là 0966 12 1377. Địa chỉ nhà em nằm ở số nhà 143, đường Yết Kiêu, thị trấn Gia Lộc, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương ạ. Và hôm nay thì cũng là phiên tối cuối tuần. Thì em xin giới thiệu cái địa chỉ gia đình nhà em để các bác có thể tiện đến xem hàng nhé. Ngày mai cũng là ngày chủ nhật thì nhà em sẽ về rất là nhiều những mặt hàng kg mới. Và địa chỉ nhà em nằm trên trục đường 38B, cách ngã ba Gia Lộc tầm khoảng 300m. Đấy, các bác có thể đi theo cái chiều hướng Hà Nội Hải Phòng ấy, đi theo hướng mà cao tốc ấy, từ lối rẽ xuống Hải Dương thì mình đi tầm nửa cây số nữa, đi theo hướng đi lên thành phố Hải Dương thì mình đi nửa cây là đến nhà em rồi. Hoặc là các bác đi từ thành phố Hải Dương về đến chỗ em thì chỉ mất tầm khoảng 8 cây thôi ạ. Vào buổi tối ngày hôm nay thì em sẽ lên một vài mã Long Thu Xuân Di Linh còn lại và những cái mặt hàng kg, em cập nhật những mặt hàng kg hiện tại nhà em có nhé. Và sau đây thì em sẽ giới thiệu qua những mặt hàng kg trước, còn những cái giò Long Thu Xuân cũng như là những mặt hàng thuần thì em sẽ giới thiệu sau. Mặt hàng đầu tiên thì xin giới thiệu các bác đó chính là những lô đùi gà dẹt. Hàng đùi gà dẹt nhà em thì chắc tầm khoảng 5 đến 7 cân thôi, hôm nay về 30 cân. Tuy nhiên thì hàng vẫn rất là đẹp nhé, hàng hôm nay như vậy là đẹp rồi. Và hàng hiện tại đang chuẩn bị thắt ngọn xuống lá. Đấy, những mắt nụ thì chắc là sắp tới sẽ sưng lên và rất là đẹp. Em bán với giá là 180.000 đồng một cân, đùi gà dẹt hoa đẹp luôn. Và các bác lấy số lượng nhiều thì các bác cứ đặt hàng, em sẽ nhận đơn các bác vào ngày mai hoặc ngày kia. Tầm ngày kia thì em sẽ về một lô hàng mới nữa. Còn tiếp theo đây đó chính là dòng hoàng thảo trúc Phật Bà. Đây là hàng rừng nha các bác nhé. Hàng rừng thì nó sẽ có cả thân tơ và thân già. Và các bác lưu ý này, trúc Phật Bà thì tỷ lệ thân già nó sẽ nhiều hơn thân tơ. Nhưng được cái thì hoa nó rất là đẹp. Đây là những cái nụ của nó đang hơi sưng sưng này. Đấy, những nụ hơi mắt nụ đã chuẩn bị sưng nụ rồi. Và cái này là ra hoa thời điểm Tết ạ, hoa trúc Phật Bà rất là đẹp. Em bán là 480.000 đồng một cân. Đấy, cũng là một dòng hoa Tết nữa, đó chính là hoàng thảo u lồi. Hoàng thảo u lồi, nếu các bác để ý thì nó sẽ hai dòng này nó sẽ nhiều bác thì cũng hơi nhầm lẫn với nhau, bởi vì cái này nó cũng từng đốt một này. Tuy nhiên thì u lồi thì nó sẽ không nhìn rõ cái đốt của nó. Đấy, hàng thắt ngọn xuống lá cũng chuẩn bị cho hoa rồi. Em bán là 230.000 đồng một cân hoàng thảo u lồi. Đây là hàng Tây Bắc nhé. Mặt hàng tiếp theo thì xin giới thiệu các bác đó chính là lô kiến tiên vũ lá ngắn. Hàng lá ngắn, lá dày dặn rất là đẹp đấy ạ. Bản lá dày rất là đẹp luôn. Hàng này thì em bán với giá là 130.000 đồng một cân đấy ạ. Hàng đẹp, hàng hoa sổ số nhá. Cái này thì cho các bác về có thể là bắt những mặt bông đẹp, hoa kiếm đẹp thì giá trị của nó sẽ rất là cao và người ta tính theo hàng tép nhá. Đấy, kiếm tiên vũ, lô nhà em về có số lượng nhiều nên ạ. Lô lần này em để giá rất là hợp lý. Còn tiếp theo đó chính là ngọc thạch ba màu ạ. Ngọc thạch ba màu thì cũng đang xuống lá rồi. Hoa ba màu trắng, tím và vàng. Cái này thì em bán là 160.000 đồng một cân. Và hôm nay thì em về một lô thập hoa. Hàng thập hoa phải nói là lô hôm nay thì về nó rất là tươi và như vậy là đẹp này. Em bán 130.000 đồng một cân thập hoa đấy ạ. Hoa của nó khá là giống hương vani đấy ạ. Và tiếp theo đây thì hôm nay thì nhà em có về một lô quế xếp tháng 8. Nói chung là hàng quế xếp nhé. Nó sẽ có cả xếp lưng và xếp V. Đây là xếp lưng. Còn đây là xếp V này. Cả xếp lưng và xếp V. Em bán với giá là 600.000 đồng một cân. Đấy ạ. Hàng này là hàng xếp chung nhé các nhé. 600.000 đồng một cân. Đấy, nói chung là hàng... Đây cái vòi hoa của nó này. 600.000 đồng một cân. Quế tháng 8. Quế xếp tháng 8. Tiếp theo đây là dáng hương đuôi chồn này. Chồn này thì em bán là 170.000 đồng một cân. Hàng hơi cây hơi nhỏ một chút. Ngày mai thì sẽ về một lô chồn mới. Thì là 200.000 đấy ạ. Còn đây là hoàng thảo vôi ạ. Hoàng thảo vôi em bán là 250.000 đồng một cân. Tiếp theo đó chính là kiều vuông thủy tiên cánh trắng. Dòng kiều vuông cánh trắng này. Hàng thân lùn này. Hàng thân lùn này thì em bán với giá là 200.000 đồng một cân. 200.000 đồng một cân nhá. Một số lá của nó hơi vàng một chút. Cái này thì không ảnh hưởng gì. Loại này thì dễ trồng, đẹp luôn ạ. 200.000 đồng một cân. Em còn ít cái nhất điểm hồng hàng vụn vụn này này. Cái này hàng hơi vụn nhá. Cái này em bán 70.000. Cái này có phải hơn một cân đấy. 70.000 chỗ này, chỗ nhất điểm hồng này. Còn bao nhiêu bán nốt, ngày mai thì em sẽ về một lô hàng mới thì em bán xả luôn đây này. Lẫn vài cây báo hì. Đấy, 70.000 chỗ nhất điểm hồng này nhá. Hàng nó hơi vụn và nó cũng không được đẹp lắm, để làm giống thôi. Kiều vàng. Kiều vàng đấy ạ. Tiếp theo đây đó chính là kiều vàng nhé. Kiều vàng thì lá của nó cũng khá là xanh nhiều lá. Em bán 160 một cân kiều vàng.
Tiếp theo đây thì em xin giới thiệu mọi người, đó chính là lô đai châu rừng bóc trụ. Hàng đai châu rừng bóc trụ hiện tại thì đang có nụ hoa nha các bác nhé. Đây là những cái size cây mà từ xem nào, 3 nạng một cây, tức là loại này thì nó sẽ dao động tầm một cây là 3 đến 4 cây một cân. Thì em cứ chia làm hai loại nhé. Đai châu rừng bóc trụ thì hiện tại thì giá thành nhập vào thì hơi cao một chút. Bởi vì sao? Bởi vì cái cũng gần cái thời điểm Tết rồi, và cái dòng đai châu này là cái dòng khá là thông thường mà các bác vẫn thường hay chơi, mình ghép lên trụ rất là đẹp. Đã, dòng này thì em xin phép bán theo hai mức giá. Mức giá thứ nhất là đối với loại từ 1 đến 2 cây một cân thì em bán với giá là 670.000 đồng một cân. Còn cái loại mà từ 3 cây trở lên đấy, 3 cây một cân trở lên thì em bán với giá là 650.000 nhá. Hàng bóc trụ thì các bác yên tâm là cái bản lá cũng như là nhìn cái dạng cây nó rất là đẹp, lá nó mướt mát, nó không như cái dòng hàng rừng. Hàng rừng thì lá thường nó sẽ bị sứt lá rồi sâu rồi côn trùng cắn rất là nhiều các thể loại, nên là nhìn nó sẽ không được đẹp mãi như vậy. 650.000 và 670.000 đối với hai dòng đấy. Tiếp theo đây là sơn thủy tiên này, em bán là 200.000 đồng một cân, hàng đẹp ạ. Tam bảo sắc, hàng thanh lý đây. À thực ra nó không phải là thanh lý mà là hàng cây nó vừa vừa. Đấy, nó là xếp chung này, loại này em bán là 150 một cân, tam bảo sắc. Lá nó hơi, một số lá nó hơi nhăn nhau một chút do là nó mất nước nhé, 150 một cân. Và bên đây đó chính là dòng kim điệp nhựa hay là kim điệp thơm, kim điệp sáp này. Em bán là 180.000 đồng một cân, hoa thơm, bền và lâu tàn. Ở bạch nhạn thì ngày mai lại về thêm các bác ạ. Đấy, bạch nhạn, hàng này em bán 150 một cân. Này, cây của nó vừa và nhỏ, nó không có cây to nhé. Dòng này thì nó không có cây to. Mà những cái cây to thì em thấy đa phần nó sẽ tỷ lệ nó lỗi lá nó nhiều. Nên là em cứ nói trước là dòng này nó không có cây to, cây nhỏ nó cũng đã ra hoa rồi. Em bán 150 một cân bạch nhạn. Còn tiếp theo đây đó chính là lô hoàng lạp. Hoàng lạp phải nói là hàng rất là đẹp luôn, rất là xanh lá, nhiều lá. Em bán 130.000 đồng một cân hoàng lạp ạ. Đấy, nó từng khóm về cũng khá là dễ ghép. Đấy, 130.000 đồng một cân. Tiếp theo đây đó chính là hoàng thảo môi tua. Môi tua thì em bán với giá là 100.000 đồng một cân. Đấy, hàng rất là rẻ rồi. Giá này thì phải nói là rất là rẻ rồi. Nhiều thị trường thì người ta bán có thể dao động từ 150 đến 180 nữa ạ. Đấy, hoàng thảo môi tua 100.000 đồng một cân. Và tiếp theo đây thì xin giới thiệu các bác đó chính là lô kiều tím miền Trung, hàng thân lùn này. Đấy, hàng đã cắt tỉa rất là gọn gàng nhá. Loại này thì em bán với giá là 320.000 đồng một cân. Đấy, hàng này thì em nhập vào giá thành rất là cao rồi. Đấy, nhưng mà hàng kiều tím thì hoa nó đẹp. Đấy, những cái mắt nụ của nó hơi sưng sưng rồi này. Đấy, hứa hẹn đến một mùa hoa rất là đẹp. 320.000 đồng một cân. Và tiếp theo đây đó chính là dáng hương sóc lào này. Đấy, có những cái cây sóc tím lịm này. À, cái này em bán là 120.000 đồng một cân sóc lào. Sóc lào 120.000 đồng một cân, giá rất là rẻ rồi. Hỏa hoàng cam. Cây loại này thì nó không có cây to nhé, cây nó vừa và nhỏ thôi. Hàng này gửi đi cho các bác thì em sẽ lọc ra những cây gãy ngọn. Em bán 250 một cân, 25.000 đồng một lạng đấy ạ. Một cân thì nó cũng khá là nhiều, mình lấy tầm nửa cân đấy ạ. Còn đây là kim điệp xuân ạ, em bán là 100.000 đồng một cân, hàng xuống lá này. 100.000 đồng một cân kim điệp xuân, hàng xuống lá. Em có một cái lô hải âu này, hoa hỏa hoàng trắng này, lô này em bán 150, cái này nó phải hơn một cân. Đấy, cân 2, cân 3 đấy, 150 cái lô này nhá. Còn hàng tiếp theo thì đó chính là hoàng phi hạc, hàng đang xuống lá này. Đấy, hoàng phi hạc lô đợt này về rất là đẹp, 150.000 đồng một cân hoàng phi hạc. Đấy, hàng xuống lá, gửi đi thì rất là đảm bảo, 150 một cân ạ. Còn đây đó chính là trầm lào này. Trầm lào hôm nay nhà em mới về. Hàng thì có cả khóm to khóm nhỏ. Hàng trầm thì hoa rất là thơm. Trầm lào em bán là 130.000 đồng một nạng đấy. Thời điểm đầu khi mà trầm lào ấy, có những thời điểm mà nó lên 1,8 triệu một cân đấy ạ. Đấy, giá bây giờ thì nó khá là hợp lý rồi. 130.000 đồng một nạng trầm lào nhá. Trầm rừng lào có cái khóm thì nó nhỏ hơn. Đấy, mình lấy cái hàng chip chip này, các bác có thể lấy từ 1 đến 2 nạng để mình làm giống. Đây, đai châu nhà em về rất là nhiều. Hàng thì vẫn còn rất là đẹp để phục vụ các bác nhé. Hàng đang nụ hoa. Cái này mà các bác ghép lên trụ thì nó là mê ly luôn, không thể chê một chút nào. Lô hôm nay thì đẹp. Phải nói là lô đợt này thì đúng là đẹp mỹ mãn đấy ạ. Tiếp theo thì em còn một chút hoàng thảo Trần Tuấn này. Đấy, 150.000 đồng một nạng. Đấy, cái này thì về các bác sưu tầm vài nạng thì các bác làm giống này. Em bán lẻ thì từ 2 nạng. Các bác mua kèm các mặt hàng khác thì em bán từ 1 nạng nhé. Hoàng thảo Trần Tuấn, khóm nó nhỏ nhỏ vừa vừa thôi ạ. Em có một cái rẻ Trần Mộng Xuân này, hàng đang nụ hoa nhé. Hàng này hôm trước em bán 300.000, đấy, hôm trước là 3 cân. Tuy nhiên thì giờ nó chỉ còn hao còn 2 cân rưỡi thôi, thì em bán với giá là 250.000. Cái rẻ này, Trần Mộng Xuân, tính ra chỉ có 100.000 một cân là giá là rất là rẻ rồi. Hoa Trần Mộng rất là bền hoa,
lâu tàn. Và tiếp theo đây thì em sẽ đi qua những mặt hàng thuần hiện tại nhà em có. Em đi qua mặt hàng đầu tiên nhá. Hàng hôm qua nhà em mới về đó chính là Dendro mắt cáo. Cái này thực ra là hàng của Thái nhá. Và các bác lưu ý giúp em, một số bác bảo là search trên Google thì không có hình ảnh của Dendro mắt cáo. Cái hàng này thì hàng Thái người ta phải có rất là nhiều đa dạng mặt hàng, có thể có hàng nghìn, hàng chục nghìn những mặt hàng. Có những mặt hàng các bác search trên Google không thể nào có. Ví dụ các bác search trên Google những mặt hàng rừng ấy, ví dụ như các bác search là sắp lào hoặc là kiều tím thì nó sẽ ra mặt bông luôn. Bởi vì sao? Nó là những mặt hàng thông dụng mà nó khá là phổ biến rồi. Còn những cái dòng Thái thì mỗi năm người ta có thể là lai tạo ra những mặt hàng khác nhau. Thì mình tìm ở trên Google thì có thể là không tìm thấy, đó là chuyện bình thường nhá. Và Dendro mắt cáo, cái này thì em có mặt hoa, em sẽ show cho các bác cái mặt hoa của nó nhá. Đây là dòng Dendro mắt cáo này. Đấy. Đây ạ, đây là cái cây của nó đây. Cây của nó khá là nhiều thân. Thân tơ ở đang chuẩn bị xuống lá này. Đấy ạ. Mỗi chậu như vậy em bán với giá là 250, 250 một chậu. Đấy. Từ 2 đến 3 thân tơ, 4 thân tơ. Đấy, 250 một chậu nhá. Hàng đẹp luôn. Cái này em cho các bác xem mặt hoa luôn rồi nhá. Còn đây là cây hạnh phúc ạ. Cây hạnh phúc thì cây này là cây phong thủy này. Đấy. Cái này hình như là hợp với những người mệnh hỏa này. Em bán là 90.000 đồng một cây. 90.000 đồng một cây ạ. Sen đá thì 25.000 đồng một cây sen đá. Và tiếp theo đây thì em vẫn có những, đó là những cái giò mà hoàng thảo vôi rơi từ 250 đến 300.000. Lan đuôi công ạ. Tiếp theo đó chính là lan đuôi công. Những chậu lan đuôi công mà hiện tại đang thắt ngọn chuẩn bị ra hoa này, em bán 230.000 đồng một chậu. Đấy. Hàng đẹp luôn nhé các bác nhé. Đây, những chậu lan đuôi công rất là tươi đẹp này, 230.000 đồng một chậu. Và tiếp theo đây đó chính là những bảng trầm tím. Trầm tím hàng bảng hôm qua nhà em mới về này. Một chậu nó sẽ từ 2 đến 3 thân tơ, 2, 3, 4 thân tơ nhá. Có những cái thân tơ nó nhỏ nhỏ, nó mọc đang mọc kia đây này. Hàng trầm tím thì đang chuẩn bị xuống lá vào cho hoa. Em bán là 170.000 đồng một bảng. Mình mua từ 2 bảng nha, em sẽ bán với giá là 150 nếu các bác đặt từ 2 bảng trở lên nhá, các bác nhá. Tiếp theo đây đó chính là hoa đỗ quyên. Hoa đỗ quyên là một loại hoa nở dịp Tết này. Em nhập về thì theo cái thị hiếu của các bác. Hàng đang nụ hoa. Đấy ạ. Có những bông thì nó ra hoa, bông hoa to. Đây, cây nào nó cũng có nụ, cái này sai hoa lắm. Em bán 55.000 đồng một chậu nhá. Một chậu nó vừa xinh, nhỏ xinh như thế này. 55.000 đồng một chậu này. Đấy. Tiếp theo đó chính là dòng hoàng thảo đơn cam lai. Đơn cam lai ạ. Đây là cái này em treo. Đây. Những chậu đơn cam lai thì nó sẽ dao động từ 2 đến 3 thân hoa. Đấy ạ. Những chậu như vậy đang thắt ngọn xuống lá này. Đây, nó thắt ngọn nó xuống lá này. Nó chuẩn bị sưng mắt nụ nhá. Đơn cam hoa màu vàng, hạng màu nâu, rất là đẹp. Em bán là 220.000 đồng một giò. Mình lấy từ 2 giò thì em sẽ để tròn là 200.000 nếu các bác lấy từ 2 giò nhá. Và đây là mặt bông của đơn cam lai này. Đấy, đơn cam lai. Nên cái thân của nó to. Mặt bông rất là đẹp. Tiếp theo đến đấy, dòng Dendro Úc chớp mini. Đây là dòng Dendro Úc này, mặt hoa như hình đây. Hoa của nó bông nó cũng nhỏ thôi bởi vì dòng mini. Tuy nhiên thì hoa nó rất là siêng hoa và hoa chớp chớp như vậy này. Đấy. Loại này thì em bán là 100.000 đồng một bầu. Đấy, 100.000 đồng một bầu nhá. Đấy, đang nụ hoa. Đây, nụ hoa của nó này, 100.000 đồng một bầu, khá là to. Em còn hai cái cây đây, châu hồng cánh sen này. Cây thứ nhất này em bán 180, đều đang nụ hoa hết rồi. Đấy, cái nụ hoa đang nhú ấy. Hồng cánh sen 180, cây này thanh lý đây, bình thường 250, nó bị sứt lá này, 180. Và còn một cây nữa. Cây này thì nó cũng hơi nhỏ một chút nhưng mà nó hai nụ hoa này. Cây mẹ con này, 200.000 cây này. Một cây 180, một cây 200 nhá, bán thanh lý luôn. Tiếp bên đây thì em có cả dòng đai châu màu đỏ nữa. Đai châu màu đỏ, đấy, cái màu đỏ đem đến sự may mắn này. Đấy, đai châu đỏ này thì em có hai size. Cái size thứ nhất là size 180.000 một cây. Hàng đang nụ hoa nhé các bác nhé. Đây cái nụ của nó này. Đấy. Còn size thứ hai là cái loại 210.000 đồng một cây, tức là nó hơn nhỉnh hơn một chút, là nhỉnh hơn 30.000. Đấy ạ. Và hai size này thì kích cỡ nó như thế này, để em sẽ ước chừng cho bác cho nó dễ hình dung. Đây, size nhỏ hơn này. Và size to hơn. Size nhỏ hơn thì cái chiều dài của lá này nó chỉ rơi tầm khoảng một gang tay đổ lại thôi. Còn nó sẽ cây to, cái to hơn thì nó sẽ to nhỉnh hơn, nó hơn một gang tay. Đấy, đây, cái cây to hơn và cây nhỏ hơn để cho các bác so sánh. Đấy, hai loại cho nó dễ nhá. Và cây đang nụ hoa hết rồi. 180 và 220. Đấy. Đấy. Nó sẽ nhỉnh hơn một chút để các bác dễ.
thế là Ren Red Hoàng tử áo đỏ em chỉ còn tầm 2 hay 3 cây ấy. Hàng này em đang bán thanh lý là 130 một cây. Hoa của nó màu đỏ, hoa bền rất là đẹp. Và tiếp theo đây thì em còn 3 chậu, còn duy nhất 3 chậu đó chính là Di Linh Lai với 5 cánh trắng họng, 5 cánh trắng. Di Linh Lai 5 cánh trắng nhá, Di Linh Lâm Đồng Lai 5 cánh trắng này. Chậu từ 45 đến 50 cent, 250 một chậu, mua từ 2 chậu là 230.000. Đấy. Hàng về nhiều nhưng mà giờ chỉ còn 3 chậu để các bác sưu tầm thôi. Hàng mặt bông đẹp, đáng sưu tầm. Em có 2 giỏ hồng ngọc. Hồng ngọc thứ nhất 3 thân 400.000 đấy ạ. 2 thân dài và 1 thân nhỏ hơn là 400.000. Em ký hiệu là hồng ngọc số nhất, số 1 nhá. Còn tiếp theo là hồng ngọc số 2, 3 thân nó dài hơn. Đấy. Thì giò này em bán là 500.000. 500.000 giò hồng ngọc số 2. Đấy ạ. À cái này em ký hiệu là số 4. Là 500.000. Còn tiếp theo đây là chính là dòng thanh đạm Indo ạ. Thanh đạm Indo, nhà em về số lượng nhiều này, 180.000 đồng một bầu. Đấy, 180 một bầu. Hàng này thì hoa một năm có thể đến 2 lần hoa nhé các bác nhé. Đấy, hàng về rất là nhiều đối với dòng thanh đạm Indo. Còn đây là hàng kiều vuông thanh lý này, hàng này em bán 100.000 đồng một cân. Bán lỗ luôn được cái dòng này, hàng này nó không có lá. Kiều vuông bình thường là 200, hàng không có lá em bán 100.000. Em còn hai giò giả hàng Hawaii này, em bán 230.000 đồng một chậu. 230 một chậu nhé các bác nhé. Và tiếp theo đây thì em sẽ giới thiệu một số mặt hàng mà hiện tại nhà em còn nữa. Em vẫn có một số vòng tử đằng nhé, 250 một giò một vòng. Đấy, tử đằng thì em để ở phía bên ngoài. Đây hoa tử đằng đây, 250.000 đồng một cuộn. Đấy, số lượng thì còn ít này. Nói chung là hàng thì nó đang lên mầm. Đây mỗi cuộn của nó cũng nhỏ nhỏ như vậy thôi ạ. Đấy, cái này thì hàng dây leo, mình trồng thì mình để chơi hoa nhé các nhé, chơi hoa làm bóng mát rồi mình trồng ban công, hoa nó rủ dài rất là đẹp. Ồ, cái này là hoa màu tím, tuy nhiên thì như là hết những cuộn có hoa rồi. Chắc hôm qua, hôm trước là có vài cuộn có hoa nhưng mà các bác đặt thì đều bảo là cho các bác xem mặt hoa. Nên là gửi hết rồi, hình như là hết hàng cuộn có hoa rồi các bác nhé. Đây là hoa tử đằng ạ. Tiếp theo là kiếm Thái này, em bán là 200.000 đồng một chậu, kiếm vàng. Kiếm vàng của Thái, mặt bông mẹ rất là đẹp. Đấy, các bác mua hôm nay mua 2 chậu em sẽ để giá là 180. Còn số lượng ít em bán giảm giá luôn, 2 chậu là 180. Tiếp theo đó chính là những chậu gì nhỉ? Đây là hạc đỉnh, hạc đỉnh em bán là 160.000 130.000 đồng một chậu. Mua 2 chậu là 120.000, mua 3 chậu là 101 một chậu. Em còn 3 giò tai châu hồng cánh sen này. Đây là giò số 1 này, S1 này, 750.000 nhá. Giò này thì cái chậu gỗ của nó bị mất. Cái này về các bác vẫn phải ghép sang chậu mới này, 750 cái chậu này. À cái cây này. Còn đây là S7 này. S7 là 800.000. Một mẹ 3 con. Một mẹ 2 con ở trước đồng 2 con sau. Một mẹ một con trước 2 con sau. Còn giò này là giò này chưa đánh số à? Giò này là 800.000 đi. Thấy cái lá của nó hơi bị sứt một chút này. 800.000. Cây này phải nói là cây này em nhập từ cái thời điểm đầu nó về hơn triệu đấy ạ. 4, 6, 8, 10 cặp lá. Đấy. Hơn triệu. Giờ thì nó bị lỗi này em bật 800.000. Thanh lý luôn. Ngoài ra thì em có cung cấp cả măng khô nhé. Măng khô em có cái loại măng trắng to thì là 200.000 đồng một cân. Măng nứa cũng 200.000. Mua từ 3 cân em sẽ giảm cho các bác 20.000 đồng một cân. Tức là 180. Hàng măng ngon loại 1 và không qua xử lý chất bảo quản. Đấy. Nhà em hiện tại vẫn đang sử dụng nên các bác yên tâm về chất lượng đối với dòng măng này nhé. Và tiếp theo thì em sẽ quay qua những giò Long Tu Xuân Di Linh. Đấy. Hàng hôm nay thì lô cuối cùng rồi. Hôm nay thì em sẽ quay cái lô còn lại. Hôm qua em đánh đến số mã 15 rồi. Và tiếp hôm nay thì em sẽ đánh lại mã 16 nhé. L16 này, một giò 570.000. Đấy, hàng Long Tu Xuân Di Linh thì có một cái đặc điểm rất là ưu việt, đó chính là thân của nó dài. Nó không giống như những dòng Long Tu Lào hay Long Tu Thái, thân nó ngắn hơn. Và dòng này thì hoa nó nở chuẩn Tết. Đây là một điều rất là đặc biệt của dòng Long Tu Xuân Di Linh mà được mọi người ưa chuộng, đó chính là nở chuẩn Tết nhá. Hàng xuống lá này. Đấy. L16 này em bán là 570.000. Đây, cái này là L27 này. Em quên mất, đây là đánh L27 này. L27 hàng vẫn còn lá này thì 520.000. Giò này 520, còn giò kia là 570.000. Thân nó dài hơn, đều hơn. Tiếp theo là L17. L17 này. 550
550.000. L17 550.000 này. L18. L18 giờ này 500.000. L18. Tiếp theo là L19 ạ. L19 là một giò rất là dài và hiện tại thì đang chuẩn bị xuống lá thôi. Đấy, các bác để ý là nếu mà cái thời điểm mà nó chưa xuống lá thì nhìn nó rất là đẹp đúng không ạ? Nhìn nó đẹp, nó mướt luôn. Còn khi mà nó xuống lá này, nó là thuận theo tự nhiên thì tất cả những dòng thân thòng thì đều phải xuống lá thôi. Hàng này thì em trồng ở vườn, nghĩa là ở vườn, em gửi ở vườn người ta trồng cũng khá là lâu rồi ấy. Đến thời điểm mà khi mà họ chuẩn bị cho hoa thì em mới lấy hàng để em xuất bán ấy. Đấy, nên là cái thời điểm này là cái thời điểm vàng các bác nhập cái dòng long tu xuân này rồi ạ. Đấy, cái xuống lá thì nhìn nó trơ trụi thôi, nhưng mà nếu còn lá đảm bảo các bác là thân nó phải dày rít và nó giá tiền nó sẽ nhìn nó rất là thích mắt luôn. Ví dụ cái giò L19 này còn lá này, đấy, giò này em bán 620.000 này, thân dài luôn. Đấy, có thân dài nó cũng phải đến 1 mét đối với những thân dài này. Đấy. L19, L20, giò này 480.000. Tí nữa em sẽ cho các bác một giò hình ảnh của một giò long tu xuân hàng thuần, hàng di linh thuần nhá. Đấy, hoa nó nở nó đẹp lắm. Đấy, lò này là 480.000, L20. Còn cái L21 này, một giò to. Giò này các bác nhìn cái bề gỗ của nó cũng đã to rồi. Đấy. Và hàng này thì nó nhiều thân, tuy nhiên nó xuống lá thôi ạ. Đấy. Giò này em bán là 680. Đấy, riêng cái giò này nó khủng nhất, nó là 680.000. Tiếp theo, bên đây thì em còn một vài giò. Nhà thì treo hơi lung tung một chút. L22 này em bán là 570.000. Đấy. Thân nó dài chứ các bác này. Đấy. Chỉ có điều là nó bị xuống lá thôi. Đấy, 570.000. Đấy, hàng người ta thị trường người ta bán những cái giò thân nó ngắn, nó chỉ tầm khoảng 30 cent thôi, 30 cent thôi thì đã rơi tầm khoảng 280 rồi đến 350 rồi đấy ạ. Còn đối với một cái giò mà nó có thể nó gấp 3 gấp 4 cái chiều dài thân như vậy chỉ với giá 570 thì nó khá là hợp lý đúng không các bác? L23 này, giò này 480.000. 480. Đấy, cũng xuống lá thôi. Đấy. Khi mà nó ra hoa nó sẽ trải dài thì nhìn nó sẽ mê hơn các bác nhé. Đây ạ, bên đây thì em còn một vài giò nữa. Đây, quay nốt bên đây còn vài giò. L11 này. L11 600.000. Đây, cái L11 này thì em bán là 600.000 này. Đấy. Vẫn đang xuống lá nhá. Tiếp theo thì đây là L26 này, L26. Em bán với giá là 520.000, L26. L25 580.000. 580.000. Và cuối cùng là L24 480.000. Giò này thân nó rất là dài. Nó xuống lá hầu như là toàn bộ rồi. Đấy, cái giá này 480. Có một thân nó bị hơi bị gãy này. Đấy, 480 giò này. L24 thân nó dài ạ. Cũng khá là nhiều thân tơ nhá. 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12. 13 thân tơ. 13 thân tơ ấy. Trông vậy thôi khi mà nó có lá thì bảo cái giò này phải đến hơn 500. 480.000. Đấy, cái giò này N24. Và các bác lưu ý giúp em một chút nhé. Để các bác nhận hàng thì các bác lưu ý đấy. Bởi vì cái hàng long tu xuân, tất cả dòng long tu xuân này, hay là trước đây em bán cái giả hàng Pháp hay giả hàng Hawaii đấy, tất cả dòng này thì khi là cái dòng thân thòng, khi nó phát triển dài như vậy này, nó sẽ có thể là nó gặp một ghép vào những cái bảng dớn hoặc chậu ấy, khi mà nó dài nó sẽ có cái hiện tượng là nó bị gập gốc. Bởi vì sao? Hàng nó thân nó dài, nó nặng, nó sẽ làm cái gốc của nó không chịu được cái sức nặng của nó, thì nó sẽ hơi chớm gập gốc một chút, nhưng mà nó không ảnh hưởng gì đến việc là nó ra ki hay là nó phát về cái việc mà nó ra hoa như bình thường ấy. Đấy, thì cái bạn đấy các bác lưu ý giúp em nhé. Tại vì một số giò nó sẽ có tỷ lệ 1-2 thân nó hơi bị gập một chút, thì cái đấy là chuyện bình thường của những cái dòng long tu xuân hay là hoàng thảo vôi. Đấy. Và sau đây thì em sẽ giới thiệu cái mặt bông của cái long tu xuân di linh. Hàng này thì có những giò khủng mà người ta chụp ảnh lại đấy, cái mặt bông của nó xuất sắc luôn. Đấy. Đây, cái này các bác mua cái giò mà nó dài nó cũng phải dài dài như vậy, hoa của nó như vậy này. Đấy. Và trên đây là những cái mặt hàng nhà em có. Ngoài ra thì nhà em còn cung cấp thêm đầy đủ những mặt hàng phân thuốc và dành cho lan nhé. Khi các bác đặt hàng thì có thể đặt kèm theo ạ. Sau đây thì em xin phép là kết thúc clip tại đây và nhận đơn hàng các bác. Xin chúc các bác có một buổi tối vui vẻ và một ngày cuối tuần thật là đầy ý nghĩa. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người.